Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 27 tháng 10 trên kênh VTC14. Thưa bà con, do chịu sự chi phối của trường gió Bắc đến Tây Bắc khô nên thời tiết khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay chủ yếu là có nắng và hanh khô. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 27 đến 29 độ. Tuy nhiên, trong đêm nay thì thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ có sự thay đổi. Trời nhiều mây hơn, độ ẩm trong không khí tăng từ 5 cho đến 15% so với những ngày trước đó. Các tỉnh thuộc khu vực vùng núi như tại khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang sẽ xuất hiện mưa rào vào thời điểm đêm và sáng. Với khu vực Trung Du và Đồng Bằng của Bắc Bộ thì khả năng mưa là ít, trời nhiều mây với nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 25 đến 27 độ. Các tỉnh thành Bắc Trung Bộ thời tiết tương đối giống với khu vực phía Đông Bắc Bộ, mưa hầu như không xảy ra, trời nhiều mây, nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày mai dưới ngưỡng 28 độ. Còn tại khu vực Trung Trung Bộ thì mưa rào cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào thời điểm đêm và sáng, còn ban ngày trời có nắng và tạnh ráo, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Bà con nên tranh thủ thời tiết thuận lợi lên kế hoạch sản xuất hoa màu cho kịp thời vụ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu sự chi phối của khối không khí ổn định nên ngày mai trời ít mưa, có nắng từ sớm, nhiệt độ từ 29 đến 31 độ. Riêng các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn, dao động từ 32 cho đến 33 độ. Một vài nơi ven biển miền Tây Nam Bộ như là tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau sẽ xuất hiện mưa rào vào chiều tối. Tuy nhiên mưa đến nhanh và kết thúc nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt cũng như là sản xuất mùa vụ của bà con tại đây. Thưa bà con, đến thời điểm này thì một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bà con nông dân đã xuống giống cơ bản xong vụ lúa thu đông. Phần lớn thì diện tích đang trong giai đoạn từ đẻ nhánh tích cực đến làm đồng và trổ. Và đây cũng là thời điểm cây lúa thường bị các đối tượng sâu bệnh tấn công gây hại. Trong đó thì các loại bệnh do vi khuẩn phát triển ngày càng nhiều và có khả năng gây thiệt hại nặng cho cây lúa. Trong đó có thể kể đến một số bệnh phổ biến như là bệnh thối thân, bệnh bạc lá hay là lép vàng. Cây lúa bị nhiễm các loại bệnh do vi khuẩn sẽ khó phát triển lá, sau đó sẽ bị khô và chết, bông lúa bị lép lửng hoặc là lép hoàn toàn, gây thiệt hại rất nặng về năng suất. Do vậy, bà con nên áp dụng các biện pháp phòng trị bệnh tổng hợp để mang lại hiệu quả cao nhất. Chúng ta cần làm các bước như sau: thăm ruộng và tiến hành làm cỏ thường xuyên. Không nên để ruộng lúa bị nhiễm bệnh nhiều rồi mới xử lý thuốc, mà phải phun xịt ngay khi bệnh vừa mới chớm xuất hiện. Khi phát hiện bệnh thì nên giảm bớt lượng phân đạm, tăng cường phân kali. Khi phun thuốc phòng ngừa bệnh do vi khuẩn thì phải dùng thuốc đặc trị thì mới đạt hiệu quả cao. Và chú ý là khi phun thuốc thì phải sử dụng lượng nước vừa đủ và phun đúng kỹ thuật, sao cho các bộ phận của cây lúa từ lá, thân đến bẹ lá và gốc lúa đều được tiếp xúc với thuốc thì mới đạt được hiệu quả cao. Ngoài việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì bà con nông dân cần chú ý áp dụng tốt kỹ thuật canh tác và bón phân chăm sóc lúa. Tiếp theo, xin bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết trong đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, với độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Còn tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ cho đến khu vực Thanh Hóa, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, với gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ với độ ẩm trung bình từ 83 đến 87%. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa ở một vài nơi ở phần phía nam của khu vực, ngày nắng với gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ với độ ẩm trung bình từ 84 đến 89%. Còn tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa ở một vài nơi ở các tỉnh phía Bắc, ngày nắng với gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất ở phần phía Bắc từ 27 đến 29 độ, còn phần phía Nam là từ 30 đến 32 độ, với độ ẩm trung bình ở phần phía Bắc trong khoảng 84 đến 87%, còn phần phía Nam chỉ từ 81 cho đến 84%. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, với độ ẩm trung bình từ 79 đến 84%. Còn tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào ở một vài nơi ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.